Tập 17. Tiết yêu quái, sao anh vẫn còn chưa đi? Anh nói đúng. Anh đã sống hơn 500 năm rồi. Có người phụ nữ nào anh chưa từng gặp? Sao anh có thể để ý đến tôi? Nữ thần như tôi đây, keo kiệt lại không có phẩm chất, lại còn thích nói tục. Đã từng có 7-8 người bạn trai, không một ai có kết quả. Không phải anh kém cỏi, mà là sinh ra vận khí đã không tốt. Anh cứ yên tâm đi đi. Trốn vào núi sâu rừng rậm, đừng để người khác tìm được ra anh. Đợi thêm vài chục năm. Không phải, nếu vận khí tốt, nói không chừng vài năm tôi xui xẻo chết đi, anh có thể hoàn toàn thoát khỏi tôi. Đừng nói dớ dẫn nữa, cô đang bị sốt. Tiếc yêu quái, phụ nữ bây giờ không có tiền đồ như vậy đấy. Cố chấp không chịu nghe lời ai. Rõ ràng người ta không để ý gì, lại còn buồn bã. Tiếc yêu quái, sao anh vẫn chưa đi? Tôi đã không còn cần anh nữa rồi. Xem cảnh tượng náo nhiệt cũng xem đủ rồi. Thời gian của anh Hồng quý báu, cậu nhanh lên. Dân. Không sao, cứ từ từ. Lần này rất cảm ơn anh. Tôi biết hàng ngày đều có rất nhiều người muốn phỏng vấn anh. Chúng tôi có thể nhận được lời đồng ý của anh, thật sự là quá kích động. Đề cương này rất thể hiện được sự nghiêm túc và thành ý của các cô. Tôi quý nhất là truyền thông có trách nhiệm. Cảm ơn, cảm ơn. Được rồi. Dạ được. Anh Hồng, nếu như không có vấn đề gì nữa, chúng ta bắt đầu thôi. Được. Quả nhiên chẳng có ai lo lắng cho mình. Alo, cô Điền à? Đông Đông, buổi tối đi uống rượu với tôi. Cô Điền, cô không thể như vậy được. Tối hôm qua cô uống nhiều như vậy, hôm nay cô không khó chịu à? Không khó chịu. Tôi nói với cậu biết, người con gái thất tình, tổ lượng thật sự. Đợi đã. Cô Điền, Cô không sao chứ? Nếu như trong lòng cô thực sự khó chịu, Đông Đông cũng chỉ có thể đi uống cùng cô thôi. Cô làm trò lý kiểu gì thế? Tôi nói uống rượu còn không khuyên tôi chút gì à? Tối qua Tiết yêu quái, tôi cũng không bị bệnh, tại sao lại phải chữa trị cho tôi? Hơn nữa còn vào lúc tôi không tỉnh táo. Được, cho dù tôi rất khó chịu cũng không cần thiết phải chữa trị lâu như vậy chứ. Anh hỏi gì sao tôi biết? Tôi chỉ là mơ hồ. Một thi thể ngủ đông nhanh nằm ở đó, còn có thể có cảm giác. Tại sao tôi không thể có chứ? Tiết yêu quái, anh đừng nói bừa. Sao lại có thể là tôi chủ động chứ? À, thừa nhận anh thích tôi à? Cá cược cả tôn nghiêm của yêu quái nhà anh. Đồng nghiệp đó của tôi đã mất nửa tháng rồi. Sinh mệnh thật quá yếu ớt. Con người cũng sẽ có lúc chết, chỉ cần không nuối tiếc là được. Anh Lý cũng thật độ lượng. Người hưởng quyền vẫn không đổi đúng không? Đúng thế. Được rồi, không vấn đề gì. Anh Lý, sau này tôi chính là cố vấn bảo hiểm mới của anh. Có vấn đề gì có thể trực tiếp tìm tôi. Được, vậy nhờ cả anh rồi. Sau này có chuyện gì tôi lại liên lạc với anh. Được. Cảm ơn nhé. Cảm ơn. Tạm biệt. Vâng, tạm biệt. Giám đốc, đây không phải chỉ là cùng tên đấy chứ? Cậu nhìn cho kỹ. Nghề nghiệp của người mua bảo hiểm, cảnh sát, tin tức giải trí cũng từng nói Điền Tịnh Thực đã từng bị người bạn trai thanh mai trúc mã là cảnh sát Lý từ hôn. Từ hôn? Vậy sao người hưởng quyền vẫn là... Chẳng nói rõ với cậu rồi sao? Là thanh mai trúc mã mà. Tôi đã xem đơn bảo hiểm của anh ta trước đây. Người hưởng lợi vẫn luôn ghi là Điền Tịnh Thực. Sao tôi đột nhiên cảm thấy hơi cảm động nhỉ? Anh Tiết, anh xem chút đi. Nếu như không có vấn đề gì thì anh ký tên. Cảm ơn. Công ty vệ sĩ, công ty quản gia lại muốn lấy những thứ này. Tống cổ mình đi. Cái tên nghĩ một đằng nói một nẻo. Đi. Có một câu thành ngữ gọi là vô tình cấm liễu, liễu lại xanh. Mặc dù ban đầu là vì bản thân anh ta rất ích kỷ, nhưng sau khi sống chung, có tình cảm với con người, điều này là rất bình thường. Đối với loài người, điều công bằng nhất là gì? Là cái chết và thời gian. Nhưng hai điều này đối với anh ấy hoàn toàn mất hiệu lực. Cho nên anh ấy có một chút chậm chạp và do dự với tình cảm cũng là điều rất bình thường, đúng không? Cô Điền, cô đừng tự lừa mình lừa người. Cứ nghĩ nhìn thấy một chút ánh sáng là có hy vọng. Đợi cô đi qua phát hiện ánh sáng đó thực ra chỉ là ảo ảnh, chỉ càng thất vọng hơn thôi. Dù sao thì tôi đã yếu mềm hơn nước rồi. Nắm bắt được một ngọn cỏ, lỡ như trên mặt còn có cả một thuyền cỏ thì sao? Vậy tôi thực sự chỉ có thể chúc cô may mắn. Nhưng cô Điền, vận may là thứ cô đã gặp à? Cậu học cách nói chuyện với tôi như thế khi nào vậy? Tôi đang lái xe. Vậy khoảng khi nào thì anh rời đi? Bây giờ vẫn chưa chắc chắn. Tôi nói trước một tiếng, sợ sau này không có cơ hội nữa. Anh Tiết tốt như vậy, nhất định sẽ có rất nhiều người không nỡ. Huấn luyện viên, con cũng không nỡ để thầy đi. Tiểu Hoa nhớ phải bảo vệ mẹ thật tốt, nhớ chưa? Sau này thầy còn đến thăm con không? Đông Đông, cậu dừng xe cho tôi, mau lên. Dừng. Sao vậy cô Điền? Đợi tôi. Cô... Tiểu Hoa thật ngoan. Thật sự rất cảm ơn sự chăm sóc của huấn luyện viên với chúng tôi. Chúng tôi cũng không có gì để báo đáp được anh. Giúp đỡ chút ít, đừng quá để tâm. Mẹ ơi, mẹ có thể ôm huấn luyện viên một chút, giống như Tiểu Hoa làm giúp mẹ, mẹ cũng ôm Tiểu Hoa vậy. Đừng nói linh tinh, không sao đâu. Sao cô lại đi theo tôi? Đường này anh mua à? Tôi thuận đường không được sao? Xem ra anh thích người phụ nữ có gia đình. Khẩu vị cũng đặc biệt thật đấy. Không được nói linh tinh. Mau xin lỗi mẹ Tiểu Hoa đi. Trúng tim đen rồi à? Nghĩ lại chuyện tốt anh làm tối hôm qua. Cô Điền, anh Tiết, cô này là... hình như mặt hơi quen. Người đi đường không có quan hệ gì. Xin lỗi, lời cô ấy nói cô đừng để bụng. Không nói đến câu trả lời mà cô muốn à? Có. Hoàn toàn là tiếng hát quy quái. Nghe thì hát hay, đợi cậu bước qua liền phát hiện răng nhọn đầy miệng, một phát là có thể nuốt trôi cậu. Nhưng tôi thấy anh Đại Kiều hình như đến nuốt cô cũng lười nuốt. Đừng, tôi sai rồi cô Điền. Đi. Ai tìm tôi muộn vậy? Tiết Linh Kiều. Em tìm chị tới đây chỉ để nói với chị em cãi nhau với bạn trai em rồi à? Sau đó bạn trai em chuyển đến ở cùng với trợ lý của em rồi à? Gọi chị đến tán gẫu, sao chị còn mang theo tiểu thuyết ngôn tình bậc 3 này? Xin lỗi, chị đang làm việc. Tiểu thuyết này sắp được quay thành phim điện ảnh. Lát nữa chị sau khi gặp Hồng Thế Quang còn phải đi gặp người chế tác. Em xem, tên sách là Không Xứng, rất phù hợp với quan hệ giữa em và Đại Kiều. Chị cũng cảm thấy anh ta không xứng với em à? Đầu óc em có vấn đề à? Cũng không biết Đại Kiều thích em ở điểm gì. Chị nghĩ Đại Kiều thực sự yêu em sao? Cãi nhau giữa các cặp đôi là bình thường, mà vấn đề như vậy dường như hoàn toàn phủ định đối phương. Cho nên trước đây em u mê hồ đồ qua lại với anh ta mấy tháng à? Điền Tịnh Thực, đây hoàn toàn không phải em. Cho dù em yêu một người đàn ông, em cũng không thể vì một người đàn ông mà hủy hoại tự tin của mình. Hơn nữa, chị dám dùng giác quan thứ 6 của chị đảm bảo với em Đại Kiều nhà em có lẽ là rất thích em. Có thể như vậy. Người trong cuộc hồ đồ. Lớn như vậy mà là lần đầu tiên hy vọng có một người đàn ông có thể thích mình. Em đừng suy nghĩ lung tung. Tất cả may mắn đời này của em đều lấy ra để gặp một người đàn ông tốt. Có quá như vậy không? Chị nói như vậy, có phải em phải bắt 8 cây cầu mệnh ta quay về? Chủ ý này không tồi. Bộ phim này có cần nữ thứ không? Anh Đại Kiều, như vậy có được không? Trọng điểm là đảm bảo tất cả đồ đạc đều không thể vứt lung tung. Em đảm bảo. Em đảm bảo không để chúng nó chạy lung tung nữa. Còn nữa, buổi tối chỉ có thể để cậu chịu uất ức ngủ sofa rồi. Anh Đại Kiều, anh định ở nhà em bao lâu? Mới đó mà đã muốn đuổi tôi đi rồi. Nhắc nhở cậu nhé, cô Điền muốn đuổi tôi đi mấy tháng còn không thành công. Lần này là tôi tự muốn đi. Nhưng cô Điền rất không muốn để anh đi. Bảy giờ sáng mai đến nhà tôi. Cô Điền làm gì thế? Chỉ là kiểm tra một chút Tiêu Quái có làm chuyện gì kỳ lạ với cậu không. Nửa đêm gọi tôi dậy dọn dẹp phòng, sau đó đuổi tôi ngủ ở sofa, sau đó nói với tôi kem đánh răng phải bóp từ đáy lên, sau đó lại cảnh cáo tất cả đồ của tôi phải đặt ở vị trí như cũ. Như vậy có coi là chuyện kỳ lạ không? Quả nhiên là Tiết yêu quái. Cô Điền, lúc nào cô mới nhận anh Đại Kiều về? Anh ta cũng chẳng phải thú cưng của tôi. Tại sao tôi phải nhận anh ta về? Với cả bây giờ anh ta thuộc về cậu. Không được có ý nghĩ không nên có. Nhưng chẳng phải cô đã không cạnh ấy rồi sao? Cho dù tôi không cạnh anh ta, tôi cũng không cho người khác có ý nghĩ không nên có với anh ấy. Có người nào tôi giết người đó. Có một cặp tôi giết hết cả đôi. Nước hoa quả tươi ngon mỗi ngày, sữa phải cung cấp đúng giờ, thỉnh thoảng còn phải hầm canh bổ để cải thiện cuộc sống cho anh ta. Nếu Tiết yêu quái gây ở nhà cậu, tháng sau cậu không cần đi làm nữa. Còn nữa, hàng ngày phải báo cáo cho tôi anh ta làm gì, gặp ai, nói gì, có nhớ tôi không. Còn nữa, đừng tùy tiện dẫn người đến nhà cậu, đặc biệt là phụ nữ. Bạn gái cũng không được. Được rồi, điều này xóa bỏ. Dù sao thì cậu cũng không có bạn gái. Còn nữa không? Còn nữa, không được phép bị thương. Tôi ghét dùng chung ống tim với người khác. Tàn của đám phóng quả đem từ thiện cũng hòm hòm rồi. Cũng may không có nhân viên thương vong. Đúng thế, chúng ta đã rất may mắn. À, buổi sáng hôm nay anh nhận phỏng vấn của một trang web video quảng cáo từ thiện. Họ nói chiều sẽ đăng lên mạng. Lúc này chắc đã đăng lên rồi. Đến xem thử. Em xem đi. Nhớ chia sẻ nhé. Còn nữa, mời cô Điền cùng giúp đỡ chia sẻ nhé. Những sao nữ như các em, lượng chia sẻ cũng thật đáng kinh ngạc. Được, không vấn đề gì. Em uống từ từ. Cũng còn lâu mới gặp nhà sản xuất phim. Sao thế? Cô à, cô sang đó ngồi trước đi. Không sao, sập thôi. Thứ tư là ngày may mắn của tôi. Hình như thứ tư nào ra ngoài cũng có thể gặp cô Trương. Không giới thiệu một chút à? Không cần đâu. Chào anh. Tôi biết anh Diệp, bạn trai tin đồn của Huyên Huyên. Chào anh Hồng. Tôi cũng thường nhìn thấy anh trên báo. Chồng sắp cưới. Hữu danh vô thực của cô Trương. Tôi và Huyên Huyên lần nào hẹn hò riêng, rất ít gặp phải bạn bè. Nếu đã gặp rồi thì ngồi chung đi. Anh Hồng không ngại ngồi chung với đối tượng tin đồn của vợ sắp cưới trên danh nghĩa. Tôi lại rất ngại cùng với chồng sắp cưới trên danh nghĩa của đối tượng tin đồn ngồi cùng đó. Hai cái này nghe có vẻ chẳng khác gì nhau. Có chứ. Tôi thích cô Trương, không thích cô ấy ngồi cùng với người đàn ông khác. Mặc dù biết là không ước giả, tôi cũng sẽ ghen. Cô tôi vẫn ở đằng kia đợi tôi. Thất lễ rồi. Thật là vô lễ. Nhưng xem ra em cũng không phản cảm. Đúng. So với người đàn ông thấy khó mà lui, em càng thích đàn ông đón khó khăn mà vượt lên. Anh Đại Kiều, anh muốn uống nước không? Được thôi. Anh Đại Kiều, hôm nay anh làm gì thế? Tìm người. Tìm kẻ thù. Cậu cũng mong tôi nhanh đi sao? Đâu có. Em chỉ tiện hỏi chút thôi. Xem có gì có thể giúp đỡ không? Đông Đông, nếu như tôi có một bức ảnh, có cách nào có thể tìm được người trong ảnh không? Ảnh? Để em nghĩ thử. Ảnh? Có. Chúng ta có thể đăng bức ảnh này lên mạng, sau đó bịa ra một câu chuyện cực kỳ quái, kích thích sức mạnh của dân mạng. Rất nhanh là có thể tìm ra được người đó. Rất nhanh. Đương nhiên rồi. Chỉ cần câu chuyện này đủ hay, nếu không chừng chỉ cần một tiếng là đủ. Nhanh như vậy là có thể rời xa Điền Tịnh Thực rồi. Anh Đại Kiều, nếu anh không tin em, chúng ta có cần bây giờ thử luôn không? Bỏ đi. Đăng lên mạng rất dễ đánh rắn động rừng. Hay là tự tôi tìm cũng được. Hóa ra Tiết yêu quái đã có được ảnh, lại không nói với mình. Mình tuyệt giao với anh ta. Không được, không được. Chẳng trách gần đây đều nói những chuyện sau này. Không được tìm người giúp anh ta. Không vội. Thời gian nhàn rỗi, viết gì thế? Mấy hôm nay em đăng Weibo cũng chăm chỉ nhỉ? Không cách nào khác, lượng fan tăng chậm quá, chỉ có thể tương tác với họ. Không thì đến lúc nào mới có thể làm diễn viên hạng A? Thực ra em lại nghĩ gửi cho fan đó xem mà. Còn lâu ấy. Anh ta là đội trưởng đội vệ sĩ của chị. Chị cũng có nói Đại Kiều đâu. Còn có thể nói chuyện tử tế không đây? Hôm nay Đông Đông không ở đây à? Chị còn muốn cậu ta pha trà sữa cho chị nữa. Cậu ta đi làm một việc có ý nghĩa hơn. Hai chúng ta chụp chung một tấm đăng Weibo đi, triệt để xóa sạch tin đồn bất hòa. Sau đó bổn tiểu thư sẽ tự tay chuẩn bị cho chị một cốc. Ok. 1, 2. Cô Điền, không nói chuyện đừng đăng Weibo mà. Buổi chiều lại có phóng viên gọi điện đến hỏi cô có phải là bị trộm cướp. Đây gọi là khoe ân ái để hút fan, có hiểu không? Nhưng rất ngớ ngẩn. Hơn nữa anh Đại Kiều cũng không dùng máy tính của tôi, cũng chẳng có ảnh chụp chung để đăng. Đương nhiên chỉ có thể đăng giày rồi, nếu không fan của tôi sẽ cho rằng tôi chia tay rồi. Nhưng trước đây cô cũng không đăng ảnh chụp chung với anh Đại Kiều. Trợ lý Phùng, cậu không muốn làm nữa đúng không? Mấy năm nay tập đoàn Hồng Thị ở mặt làm từ thiện, có thể nói là không tiếc sức lực bỏ ra. Vậy anh Hồng, anh làm sao thuyết phục được hội đồng quản trị để họ có thể kiên định không lung lay đi theo kế hoạch từ thiện của anh? Đáp trả xã hội là một trong những việc quan trọng trong văn hóa của tập đoàn Hồng Thị chúng tôi. Khi bố tôi qua đời đã như vậy rồi, cho nên ở công ty, cho dù là chủ tịch nguyên lão hay là chủ tịch mới, mọi người đều rất thấu hiểu. Hồi nãy anh Hồng nhắc tới nguyên lão của tập đoàn Hồng Thị, anh họ Hồng Thế Long của anh ấy chắc cũng được coi là một trong số đó nhỉ? Mấy năm nay, anh ấy đều không tham gia vào hội đồng quản trị. Thái độ của anh ấy đối với từ thiện có giống anh không? Anh họ tôi thực sự không tham dự vào kinh doanh. Anh ấy giao quyền lực cho hội đồng quản trị, cho nên hội đồng quản trị đã quyết định đại diện ý muốn của anh ấy. Tiệc đêm lần từ thiện này, may mà có anh Đại Kiều, nếu không thì Đông Đông có lẽ cũng không gặp được cô Điền nữa. Đợi sau khi tôi báo thù, Điền Tịnh Thực tự nhiên sẽ không gặp nhiều nguy hiểm như vậy nữa. Nhưng anh Đại Kiều, anh thực sự nỡ bỏ mặt cô Điền và em mà đi sao? đồ quay. Cô vốn không yêu anh ấy. Cô chỉ là không muốn anh ấy bị người khác cướp đi mà thôi. Vậy thì sao? Nếu tôi không có được anh ấy, cũng tuyệt đối không nhường cho cô. Cắt. Tiểu Thực biểu hiện vô cùng đúng lúc, một lần vô cùng mỹ mãn. À, trợ lý, mau cầm túi đá đến giùm cho Huyên Huyên. Nương nương, nô tỳ đỡ người về nghỉ ngơi. Vừa nãy chẳng phải em đánh đất vui sao? Nương nương bớt giận, nô tỳ sai rồi. Vừa nãy chẳng qua chỉ là người không tin kỹ thuật diễn xuất của nô tỳ mới khiến nô tỳ đánh thật, đúng không? Đi đi đi. Đau chết đi được. Dân, nương nương bớt giận. Nào nào nào, lên xe. Đừng để xuống, vẫn còn sưng đó. Sớm biết đã tìm người đóng thế rồi. Làm sao chị phải lo lắng kỹ thuật diễn xuất của em không tốt bị đạo diễn mắng chứ? Phiền chết đi được. Hôm nay chị còn phải tham gia casting Xin Chào Chú Chân Dài nữa đó. Các kịch bản đã sửa lại của Không Xứng đó hả? Em đi diễn thử thay cho chị. Em thật thà cho chị được không? Nếu em làm lỡ một casting của chị, chị đốt nhà em. Hôm nay tâm trạng em tốt nhỉ? Làm lành với Đại Kiều rồi à? Đâu có. Em không sao chứ? Không sao. Diễn xong em đi casting cùng chị, sau đó ăn cơm. Ăn cơm xong đến nhà chị uống rượu vang. Cứ quyết định vậy đi. Cô Điền mấy ngày nay thực sự rất không bình thường. Tinh thần hưng phấn, như kiểu là nhặt được 5 triệu ấy. Anh Đại Kiều, anh có nghe em đang nói không? Chẳng phải cậu đang kiểm tra tài liệu của Hồng Thế Long sao? Nó linh tinh nhiều thế. Em đang tìm, nhưng người này thực sự là quá ẩn mình rồi. Hoàn toàn chẳng có gì để kiểm tra. Không ngờ biệt danh anh hùng bàn phím nhà cậu chỉ là hư danh. Bình tĩnh, bình tĩnh. Mày không đánh thắng được anh ấy. Mày không đánh thắng được anh ấy. Bình tĩnh, bình tĩnh. Anh Đại Kiều, anh thực sự là không quan tâm gì đến cô Điền sao? Liên quan gì đến tôi? Tôi thấy anh không có lương tâm. Đừng ăn mì gói nữa. Điền Tịnh Thực nói ăn nhiều mì tôm sau khi chết sẽ rất xấu. Buổi chiều tôi làm cơm cho cậu, ở trong tủ lạnh. Anh, đây. Cơm anh tự tay làm cho em. Ở đây quấy rầy cậu, trong lòng rất áy náy. Làm chút đồ ăn bù đắp cho cậu. Anh Đại Kiều, thử đi. Ngon lắm đúng không? Đây là món mà Điền Tịnh Thực thích ăn nhất. Ngon. Ngon. Chỉ cần tôi rảnh là có thể làm cho cậu ăn. Cảm ơn anh Đại Kiều. Ăn nhiều vào. Cái gì? Anh ta làm cơm cho cậu ăn. Cậu dựa vào gì mà bắt anh ấy làm cơm cho cậu ăn? Cô Điền nghĩ rằng tôi muốn ăn à? Tưởng như là cá cược thua bị phạt vậy. Ăn cả một đĩa to. Tôi cảm thấy tôi sắp chết đến nơi rồi. Tôi làm sai điều gì? Tại sao phải ăn thứ kinh khủng như vậy? Được rồi, được rồi. Đừng khóc nữa. Cậu có gì mà mất chứ? Cơm tảo tí mà anh ấy làm, thực sự là món duy nhất trong tất cả các món ăn không bị trúng độc đó. Vậy cô Điền đã từng trúng độc chưa? Đương nhiên. Nửa đêm nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, giống như là bị thủng ruột vậy. Sao vậy? Có chỗ nào không khỏe à? Mau đưa tôi đi bệnh viện. Tôi đoán là tôi bị ngộ độc thực phẩm rồi. Mau gọi đi. Nhưng anh cũng đừng tự trách. Tôi cũng không cần chữa trị đặc biệt, bởi vì tôi nhất định phải dành nụ hôn đầu lần 3 cho bạn trai tôi. Đau bụng thủng ruột cũng có thể vui như vậy sao? Cô Điền lạ thật đấy. Tiếp tục như vậy thực sự không sao chứ? Loại gen thể sinh mạng siêu cấp này năng lực tự phục hồi nhanh chóng, không thể phá giải đại số phân chia tế bào của nó, lực sống cực mạnh. Tôi đã tìm thấy nhược điểm chí mạng của hắn. Nội dung chi tiết hãy xem báo cáo đi kèm. Alo, cái tôi cần không phải là nhược điểm chí mạng của hắn. Cái tôi cần là cách giết hắn triệt để. Tôi đang cố gắng, nhưng tôi cần nhiều thể máu hơn. Giáo sư, tôi đã cung cấp 2 lần mẫu máu rồi. Ông không có tư cách để trả giá mặc cả với tôi. Xin lỗi, xin lỗi. Hiểu biết của tôi đối với thể sinh mạng siêu cấp này có quá ít, cần nhiều thời gian và mẫu hơn. Nhưng con gái của ông đoán chừng không có nhiều thời gian để đợi ông từ từ nghiên cứu đâu. Tôi có thể gọi điện cho vợ cũ không? Đương nhiên có thể. Ông và họ tự do, giáo sư. Tôi sẽ cung cấp thêm một mẫu máu cho ông. Lần này bắt buộc phải có tình tốt. Nhà sưu tầm đó đồng ý bỏ những thứ yêu thích, nhưng ông ta trong giới sưu tầm đồ cổ cũng chưa từng nghe qua tên của anh Tiết. Lần đầu tiên mức tiền quá lớn, ông ấy mong tìm một người nổi tiếng để đảm bảo. Được. Vậy lúc nào có thể giao dịch? Chỉ cần anh Tiết chuẩn bị đủ tiền, lúc nào cũng được. Vậy bây giờ luôn. Anh Tiết, bây giờ sao? Nếu như một người đàn ông hơn nửa sống 500 năm mới gặp em, chị sẽ thích em không? Không. Nếu như bạn trai cũ của bạn thân em muốn theo đuổi em, hơn nửa vừa hay lại là kiểu em thích, em có đổ không? Có chứ. Diệp Cặn Bã đang theo đuổi chị. Sau khi nói thích chị trước mặt chồng chưa cưới của chị, còn muốn hẹn gặp mặt chị sau khi quay xong, có coi là theo đuổi không? Đương nhiên là có rồi. Vậy chị trả lời thế nào? Đương nhiên không trả lời. Trên đời nhiều đàn ông như vậy, Sao chị bắt buộc phải chọn bạn trai cũ của bản thân? Nhưng nói thật, anh ta đúng là gu của chị.